giàu đây, về muốn đi đường tàu bay. Giờ đã số không này thì mai nếu độc đắc anh sẽ đổi đời. Ai cũng có ước mơ riêng mình, ai cũng muốn tiến tâm quang vinh, ai cũng thích tiến đầy tuổi thôi mà chẳng nghĩ hậu về sau này. Giờ sẽ có lúc đơn đau thay khi người đến với nhau mặt dày, tình cảm sẽ chẳng còn nữa đâu, lời nói chỉ vừa lòng nhau luôn. Có độc đắc là một người xuất sắc, có độc đắc là vui hay có cả nước mắt, có độc đắc là vui hay xui ai dám bảo là chắc. Nếu không biết cân nhắc rồi sẽ trả giá đắt, đời này sẽ tạo hương sắc. Ây, nếu ai cũng biết vun đắp, ây, cho yêu thương trang hòa, cho vạn vật nở hoa, cho sân vang tiếng ca, cho nhà nhà hạnh phúc, cho mọi lời cầu chúc phúc trong hai nhiệm mau. Chúc ông chúc bà sống lâu trăm tuổi, chúc mẹ chúc cha tiền đầy trong túi, chúc anh chúc chị luôn dư dả niềm vui, chúc cho tất cả một năm mới như nụ cười. Ây, 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 cười thật là tươi. Muốn giàu không? Rất giàu. Cầm lấy, giàu lắm, giàu xuống, lắm. Xuống. Mẹ ơi, con xuống xu độc đắc rồi. Ra đây. Nè, tháng này chưa có thấy Tinh Tinh hả nha? Con hứa với mẹ là đem về cho mẹ tiền tỷ luôn á. Em nói anh nghe nè, đợi ai nít xuống à, không phải vậy, ý em nói là đợi ai nít cả. Thời buổi dịch bệnh hoành hành như vậy, mày đặt mở công ty vệ sĩ. Em diễn được nha. Rồi rồi rồi, em tới liền. Chung số rồi, phạt tại chung số rồi, độc đắc luôn vui cả nhà. La 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 la. Chung số rồi, phạt tại chung số rồi, 2 tỷ. Dạ alo, em nghe chị Tiên. Thiên nghe em, sáng nay em rảnh không? Hôm nay em bận rồi chị ơi. Em phải cứu chị phải đi quay liền cảnh em và Ngân Hà. Ủa, em nhớ cái cảnh đó là hình như là lịch là ngày mai mà chị. Chị biết, nhưng mà Ngân Hà bị bận đột xuất. Là phải chạy theo lịch cũ thôi, bây giờ chị hát ngàn nhát rồi. Nhưng mà thiệt tình là hôm nay em bận rồi chị ơi. Khó lắm chị Vinh Anh nghĩ được Ngân Hà diễn chung với Diễn Tiên trẻ như em. Toàn đòi sao chứ không à. Vậy em không diễn đúng không? Để chị mời người khác. Khoan, em diễn được nha. Rồi, em tới liền. Nhưng mà chị Tiên ơi, ráng giúp em là trong sáng ngày hôm nay thôi nha. Tại vì chiều nay em bận thiệt rồi đó. Ok, được, nhanh lắm em, yên tâm. Dạ, rồi. Em cảm ơn chị Tiên, dạ. Thôi kệ đi, chiều đi lạnh cũng được. Còn 4 ngày nữa vé số mới hết hạn rồi. Phải tập luyện mới được. Không xong rồi. Tụi nó đã đến. Không xong rồi. Tụi nó đã đến. Không xong rồi. Tụi nó đã đến. Không xong. Tụi nó đã đến thật rồi. Đó mình khùng hả mày? Khùng á, giữa đường dưới sáng là làng nữa nè. Không xong rồi, tụi nó đã đến. Không xong rồi, tụi nó đã đến. Không xong rồi, tụi nó đã đến. Đây, dĩ nhiên 20 phút nữa xong nữa nha mọi người. Coi chuẩn bị nhanh nha. Ánh sáng mà bao lâu nữa xong nè? 2 tiếng nữa anh ơi. 10 phút thôi nha. Lấy quạt cho chị Tiên nhắm điện vô liền lẹ. Dạ. Ok rồi. Nhanh. Okay, dạ nha, chào chị Tiên. Nhanh nha. Nghe rồi. Anh đạo diễn, các phân đoạn hôm nay mình quay á, em thuộc hết thoại rồi. Anh yên tâm nha. Được. Dạ, em cảm ơn anh. Với lại nha,
cái phân đoạn này có cảnh vỗ mông á em tập mười mấy lần rồi anh, yên tâm luôn. Vỗ gì? Vỗ mông á, hay lắm anh. Bậy ơi, biết cái mông đó của ai mà đòi vỗ hả? Ủa nhưng mà kịch bản có ghi. Đổi kịch bản không được anh, theo kinh nghiệm diễn viên của em mấy năm trời nha, cảnh này là cảnh đinh nha anh, không vỗ mông á là nó không có ý nghĩa luôn. Giờ cậu là đạo diễn hay là tôi là đạo diễn hả? Dạ anh là đạo diễn. Lui. Vỗ mông không có vỗ, nếu thích thì tự vỗ mông mình ha. Dạ. Em tới rồi hả? Nước cho em nha. Phụ bản hợp đồng chị gửi rồi, có gì em xem rồi ký cho chị nha. Chị Tiên, chị cứ để đó cho em. À mà chị, hôm nay chị River đi chạy 2 tiếng nhưng mà chị quay được có 4 tiếng thôi nha. Tại vì đúng 2 giờ chị River phải đi ký hợp đồng quảng cáo. 2 giờ phải đi, ngon. Sao được em? Trời. À Ngân Hà. Trời ơi. Em chào anh. Tinh thần của em hôm nay nhìn thiệt là có tinh thần luôn đó. Cảm ơn anh. Ừ. Em cứ việc đẹp, chuyện gì khó để đó anh lo. Tất cả trong cả do anh nha. Ừ. Được nha Riva, để chị sắp xếp lại lịch quay nha. Yes. Trang ơi, cho Ngân Hà thay đồ đi em. Ngân Hà vô thay đồ giùm anh nha. Action. Để nó cho anh. Không xong rồi, tụi nó đã đến. Vậy sao? À, mua tết, mua bên on, hay lắm. Bạn ơi, cái khúc này em nghĩ là mình nên quay lại đi. Tại cảnh này em diễn chưa đúng cái tâm lý á. Thôi được rồi, diễn hay hơn anh là được rồi. Vậy hả? Trời ơi, anh chưa bao giờ thấy một diễn viên nào diễn xuất thần như em nha. Nhưng mà em thấy cái cảnh nãy chưa được lắm. Cho em làm lại nha. Ok. Ok, anh em reset, quay lại. Anh hả? Vậy á, em diễn lại cái tâm lý khác luôn nha. Ok ok, muốn diễn gì diễn. Rồi. Action. Không xong rồi, tụi nó đã đến. Vậy sao? Quá hay quá. Tụi nó đã đến. Anh ơi, em thấy biểu cảm gương mặt đó, không có tự nhiên. Cho em lại nha. Tự nhiên hả? Ừ. Ok, được mà em. Anh em, reset, quay lại. Đừng đi, đừng đi mà. Dạ. Không rồi, nó đến rồi. Vậy sao? Trời ơi, mọi người sao vậy? Chân em đứng hai hàng như vậy mà nãy giờ không ai nói em trơn vậy? Không có được. Làm lại nha. Cái gì vậy anh? Tụi nó đã đến. Vậy sao? Anh hả? Cái gì em? Được mà bông té này anh thấy là xuất sắc luôn rồi đó. Nét nào ra nét đó đó. Đúng rồi, đúng rồi. Được. Em ơi, cởi son. Chị ơi, sắp tới giờ mình phải đi rồi. Chị là diễn viên chuyên nghiệp, chưa có diễn được thì chị sẽ không đi.
sao? Tết là đẹp mà. Vậy là ok rồi ha. Ok, gúa tết. Ốp đoạn vậy. Tháng 1 này, thứ 6 ngày 13. Nếu chị có thể giúp em, bạn của em là của chị. Hãy tìm cách tiếp cận và trở thành người phụ nữ bên cạnh Quang. Tôi cần cơ hội này như một cách để làm lại từ đầu. Nếu tôi muốn, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Xử lý đi. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần từ 13 tháng 1 trên VEON. Ai còn có mặt ở đây thì đó là người nhà. Cho em coi lại lần nữa đi. Gì vậy? Không có tự nhiên gì hết á. Thì đúng rồi, cô diễn giả trân mà tự nhiên cái nỗi gì. Ủa, ai vậy? Không xong rồi, tụi nó đã đến. Cái người hồi nãy diễn chung với chị á. Diễn dở ẹt, làm tụng mút của em hết anh rồi. Đuổi đi, anh đổi người khác đi. Đuổi hả? Đuổi hả? Ai thèm diễn với cô? Tôi... River. Đây nè, River Sky bỏ thèm nói nè. Bình tĩnh em, bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Từ nay á, có Hà Thiên này thì không có con nhỏ này. Vậy thôi. Chị Tiên. Đổi. Hít phải mình. Nga gì mà thiếu xẻo. Nhỏ diễn viên, vừa diễn dở mà vừa nhiều chuyện nữa. Mất hết thời gian. Thôi kệ. Thôi đến rồi. Hello em nghe. Tôi báo cho cậu biết, tháng này cậu bị trừ lương 500.000. Vì cái tội đi trễ và không tập trung vào công việc. Cậu rõ chứ? Trừ hết đi anh ơi, ngại gì? Cậu vừa nói cái gì đó? Nói vậy được không? Giờ tôi cũng nghỉ luôn. Ha. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đi đâu cha nội? Em xin lỗi anh, tại trong kia hối quá. Thôi. Hối rồi đi vậy hả? Xin lỗi. Ui, giờ hết trơn rồi. Thôi đi. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đi đứng gì đâu, tức cho mình. Ủa? Sao nói vậy trời? Taxi! Anh ơi, chở em đến sổ số ký tế thành phố nha. Xin lỗi, bận rồi. Đặt xe khác đi. Anh! Bận rồi. Thôi, xin lỗi nha. Anh! Dám mở tôi hả? Cho một sao luôn. Chú ơi, chú Sơn, chở con đến công ty sổ số ký tế thành phố đi. Ok thôi. Gần đây nè. Gần hả? Dạ thẳng cái là tới à. Dạ. Rồi đi. Bao nhiêu? 30 nha. 30 rồi, đi. Nhưng mà tiền công rửa xe bị dơ á là 70 nữa, tất cả là 100 nha. Bây giờ chở cậu về tôi phải rửa xe rồi tôi dán lại mấy cái bông mai đó, tính vậy là còn rẻ đó. Rồi thôi đừng ăn nữa. Con gấp nhanh là phải từ từ. Con gấp lắm rồi, thôi đi về ăn sao nha. Thôi đi chú, đi
Muốn nhanh là phải từ từ. Trời ơi, con gấp quá nha. Đây đây đi, con đây giùm chú luôn cho. Dễ lắm rồi chú. Rồi, rồi đi giùm con, mau lên, mau lên. Hello, mấy ông trẻ ơi, chờ anh nha. Chiều nay anh rước em về với mẹ. Cậu đang nói chuyện gì vậy? Dạ không có gì. Ủa mà chú ơi, hồi nãy giờ chú nói gần tới mà sao giờ chưa tới nữa vậy? Ờ thì tới kia quẹo trái rồi chạy tí nữa là tới liền à. À. Ủa chú ơi, sao nãy giờ qua hai ngã tư rồi mà cũng chưa quẹo nữa vậy? Thì bây giờ à, quẹo trái hay là quẹo phải hay là chạy thẳng cũng vậy thôi à. Ủa sao cũng vậy được? Bây giờ quẹo trái là quẹo trái, quẹo phải là quẹo phải. Chứ cái chỗ con là nó đổ ở bên kia, tự nhiên chú đi qua quận 3 làm cái gì? Ý à. Trời đất ơi, bị cái gì nữa? Ủa chú sao vậy? Có bị gì không? Ủa đi. Không có sao hết á. Ngồi cẩn thận nha. Ôm tôi nha, ôm tôi nha. Dạ dạ. Gì vậy? Ở đâu vậy chú? Ủa tôi dừng đây vậy? Đâu phải cậu chỗ muốn đến đâu. Tôi vô đây tí xíu, tôi ra liền. Thôi, tôi cho con trả tiền cho chú nè. Con kêu xe khác chứ con đỡ luôn đâu nha. Làm ơn giữ Linda giùm tôi nha. Linh trả đâu nữa, bả đâu? Đây. Nè, trời cái xe, trời ông nhiều chuyện quá. Đi đi đi, lẹ đi. Ủa xong hai chú, đi 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 đi. Giữ giùm tôi cái nón bảo hiểm hả? Chứ ngồi ở trong đó mà nổi bảo hiểm kỳ lắm. Trời ơi, đi đi lẹ, đi lẹ giùm con. Chán ơi là chán. Dạ. Mang dép nhà vệ sinh vô. Dạ. Chú ơi, chú Linda ơi, chú ngồi phòng nào vậy? Sao? Chú ơi, bây giờ con đi gấp á. Chắc con gửi Linda lại cho chú nha. Đừng. Không, con gấp thiệt, bây giờ con đi liền. Không có được. Chú thoải mái đi, bây giờ con đi nha, con gửi lại đồ chú nè. Dù có dỗ cách nào á, là cũng phải có trách nhiệm và đạo đức của khách hàng. Khách hàng không được bỏ tài xế giữa đường. Dạ nhưng mà hôm nay á, cho con thiếu đạo đức chút xíu nha. Rồi rồi, bây giờ con gửi lại tất cả mấy cái đồ chú nè. Vậy là con gửi tiền xe luôn. Với lại cái tiền làm cho xe á, con chịu phân nửa. Chú chịu phân nửa nha, tại con mới đi có nửa đường à. Nè nè nè, chú chụp giùm con nha. Đó. Ê, con đi nha. Không được chú. Thôi. Ủa? Cô ơi, cô thấy đôi giày con đây đâu không? Không thấy, không ai lấy đâu nha. Tôi có việc gấp cần mượn giày, anh cứ liên lạc, tôi hứa sẽ đền 10 đôi luôn. Số điện thoại của tôi Thiên. Bốn cái. Hả? Mua. Cái ngày thằng xui xẻo dưới vậy trời. Tránh xa khỏi đại đình ta ra. Một mình ta. Chấp bước. Chà. Ai. Chà. Dạ. Dạ. Chết. Dạ. À. Vệ sĩ của ta đây rồi.
Công tử, dí hay không dí? Dĩ nhiên là dí rồi. Hey! Ê, để quên cái gì kìa. Hey! Hey! Trời ơi, không biết là người đẹp nào đây. Xin cứu mẹ. Công tử, xin cứu mẹ. Yên tâm, ta sẽ cứu nạn ngay bây giờ. Mày buông tao ra coi. Làm cái gì? Ê, không phải mình đang nợ nần ha, mà cái gì mình cũng bán đâu nha, kể cả cái ngàn vàng nha. Đóng cái vai gì vậy mà sao hôm nay giao diễn có vẻ màu sắc dữ hen? Ê, đồ ăn đúng không? Cho ăn miếng đi. Trời ơi, sáng giờ quét đói bụng. Ăn đi. Ừ, ăn cho no cho khỏe. Ngon. Thôi nha, bỏ cái anh nhìn đó đi nha, hơi bị ghê rồi đó. Xuân Xuân à, ta có cái ý này hay lắm. Hay là nhà ngươi hãy làm vệ sĩ cho ta đi đó hả? Ta sẽ trả công hậu hĩnh cho. Chưa chịu xả dài luôn. Ok công tử, nể tình công tử là người nhà cho nên là Xuân Xuân ta đây chỉ lấy một ngày 10 lượng vàng mà thôi. Thôi thì 10 triệu một ngày chịu hôn đó hả? 10 triệu Việt Nam đồng mà. Công tử tiệt là chịu chơi đó nha. Tỉnh. Ở đâu ra 10 triệu? Mơ à. Nè, ngày mai mà tao làm tỷ phú á nha, thì đừng có bắt Hoàng làm họ đó nha mày. Cái dòng như mày á, đóng vai quần chúng ha, diễn viên hạng C, hạng D, làm như hạng A vậy đó mà tiền bạc đồ làm mấy chúng số không bằng. Lại đoán đúng rồi. Hay là đổi nghề làm thầy bói đi chứ hả? Nể tình công tử, cho nên là ngày mai ta sẽ mua một cặp kính đen, bắt cái bàn ngoài đây coi bói luôn. Cái dòng như công tử trúng số thì cao lắm là khuyến khích 100k thôi. 2 tỷ. Sao? Anh chỉ mới đôi mươi, vừa mới bước ra đời như hoài bão trong lòng. Cố gắng với những thứ trong mong, anh chưa hết hy vọng với một ngày thành công. Nhưng sao thời gian cuốn đi nhanh, trẻ đôi muốn đứt phanh mà vẫn chưa được gì. Ôi thôi tôi đã sắp hết rồi, anh còn không thấy đâu, chỉ tôi lo thì phi. Anh cũng có ước mơ riêng mình, anh cũng muốn tiếng tăm quang bình, anh cũng thích tiến đây tối thôi mà chẳng nghĩ hậu về sau này. Một mùa Tết đến trong sầm vầy, ngại gì những lúc vui thế này. Đừng hận trách những chuyện đã qua, niềm vui sẽ chia cùng nhau. Có đâu cầm có một cái người xuất sắc, có đâu đắc là vui hay có cả nước mắt, có đâu đắc là vui hay xui ai dám bảo là chắc. Nếu không biết cân nhắc đôi sẽ trả giá đắt, đời này sẽ tạo hương sắc. Ê, nếu ai cũng biết vun đắp, ê, cho yêu thương trang hòa, cho vàng bạc nở hoa, cho xuân mang tiếng ca, cho nhà nhà hạnh phúc, cho mọi lời cầu chúc phúc trong hai nhiệm mau. Chúc ông chúc bà sống lâu trăm tuổi, chúc mẹ chúc cha tiền đầy trong túi, chúc anh chúc chị luôn dư dả niềm vui, chúc cho tất cả một năm mới như nụ cười. Ê, cười thật là tươi.